Bất diệt Long Đế chương 1189, mỏi mắt mong chờ, 32, 50. Sau khi Lục Ly tiến vào trong đại điện, trực tiếp ngồi lên chủ vị, sau đó ánh mắt nhìn chấp pháp trưởng lão nói. Chấp pháp trưởng lão, bắt đầu từ hôm nay ngươi tổng quản toàn bộ sự vụ thí ma điện, nếu như ai dám không nghe, giết chết bất luận tội. Chấp pháp trưởng lão đứng dậy chấp tay nói. Tuân lệnh. Cả đám trưởng lão lập tức nóng lòng, nghe nói Lục Ly rất ưa thích làm trưởng quỷ. Xem ra sau này trên danh nghĩa Lục Ly là điện chủ, nhưng điện chủ chân chính lại là chấp pháp trưởng lão. Lục Ly hơi gật đầu, sau đó dặn dò nói. Các ngươi điều tra cẩn thận cường giả và thiên tài bên phía cơ chiến thiên, nếu có cá lọc lưới nhất định phải tìm được, kích sát hoặc là xử lý đặc thù. Không được có bất kỳ sơ sót nào, nếu không đến lúc chúng ta khai chiến với tứ tộc, phía sau lưng có thể bị chọc đau. Trải qua chuyện lần này, Lục Ly không có một chút mềm lòng đối với địch nhân, không giết bọn họ người chịu thiệt sau này chính là mình và tộc nhân bằng hữu. Không diệt cỏ tận gốc, gió xuân thổi vạn vật hồi sinh. Đừng bao giờ ảo tưởng kẻ địch sẽ thỏa hiệp đối với ngươi, có thể bởi vì sợ ngươi không dám dở trò. Nhưng chỉ cần có cơ hội những kẻ địch được ngươi ân xá sẽ len lén cho ngươi một đao, cho nên lục ly lựa chọn nghiền ép toàn bộ địch nhân của hắn thành tro bụi, để cho bọn họ không có cơ hội trở mình. Chấp pháp trưởng lão gật đầu, nếu lục ly đã dặn dò xuống, nhất định hắn sẽ điều tra thật tốt, hắn trao mày, đứng lên nói. Điện chủ, ngươi vừa mới nói ngươi có nắm chắc đối phó tứ tộc. Đúng vậy, thế nhưng ta còn cần bế quan một đoạn thời gian. Lục Ly gật đầu, hiện tại hắn cảm ngộ linh phong áo nghĩa, có thể không ngừng chế tạo ra linh phong, cái này đã có được sức mạnh đối kháng đại quân tứ tộc. Cơ chiến thiên là hóa thần cảnh sơ kỳ, đại ma thần vừa mới đột phá hóa thần cảnh, khẳng định linh hồn hai người không khác nhau nhiều lắm, nếu bây giờ hắn có thể tru diệt cơ chiến thiên, vậy thì không phải là không có khả năng kích sát đại ma thần. Có điều hắn cần nghiên cứu Linh Phong thật tốt một phen, xem làm sao lợi dụng Linh Phong hình thành đòn tấn công và phòng ngự cường đại hơn. Tốt! Có những lời này của Lục Ly, nội tâm mọi người càng thêm vững chắc, ngay cả cơ chiến thiên cũng bị phong long của Lục Ly vây khốn, lòng tin trong tâm mọi người mạnh hơn. Lục Ly ngồi lên vị trí này cũng không phải là rất ổn, rất nhiều người đều ngầm không phục. Nếu như Lục Ly có thể trấn áp tứ tộc mà nói, vậy tuyệt đối không ai dám không phục, đây chính là cử thế chi công. Phụ thân, người trợ giúp chấp pháp trưởng lão một chút, triệt để khống chế thành trì. Ta không hy vọng có bất cứ người nào dám dở trò quỷ ở trong bóng tối. Lục Ly nhìn Lục Nhân Hoàng một cái, người sau âm thầm gật đầu, sát khí trên người tràn ngập mà ra. Lần này đám người cơ chiến thiên mưu hại bọn họ, đã triệt để chọc giận tới Lục Nhân Hoàng, hắn sinh ra ở lục gia tự nhiên không phải là hạng người không quả quyết lúc giết người ngay cả mắt cũng không nháy lục ly hỏi thăm tình huống bên hỏa ngục một phen để chấp pháp trưởng lão phái người đi hỏa ngục và thần khải thành xem một chút sợ đám người cơ mộng điềm còn bố trí hậu thủ an bài tốt sự tình lục ly mang theo khương ỷ linh tiểu bạch tiến vào thiên tà châu giao chuyện bên ngoài cho chấp pháp trưởng lão và lục nhân hoàng cơ chiến thiên đã chết nhiều trưởng lão bị giết như vậy hiện tại bên trong thành không ai là đối thủ của lục nhân hoàng và chấp pháp trưởng lão cho dù có thể miễn cưỡng đối địch cũng không dám làm loạn lục ly tiếp tục bế quan lần nữa nhưng trong thành không có bình tĩnh trở lại các nhân vật trọng yếu của các gia tộc đi theo cơ chiến thiên bắt đầu bị bắt ý của chấp pháp trưởng lão thà bắt nhầm chứ không bỏ sót bất quá chấp pháp trưởng lão không cho người giết những người này mà chuẩn bị cải tạo linh hồn bọn họ để họ quên mất ân oán lúc trước từ đó chuyên tâm làm việc cho thí ma điện cũng giống như lục chính đàn và lục thiên đế lần này hai người không có tham dự vào hai người đều bị cải tạo linh hồn có lẽ nghe được người khác nói lại mình đã từng như thế nào với lục ly nhưng dù sao trong đầu cũng không có ký ức không có thù hận khắc cốt ghi tâm sau khi cải tạo linh hồn có thể bị tẩy não khiến võ giả bị cải tạo linh hồn một lòng phục tùng mệnh lệnh thí ma điện vì thí ma điện hiến dân một đời Bây giờ Lục Ly là điện chủ thí ma điện, là vương giả mà tất cả võ giả thí ma điện phải thần phục. Cho nên sau khi những người này bị cải tạo linh hồn, khẳng định không dám nổi lên dị tâm đối với Lục Ly. Bên trong thành có mấy trăm vạn quân sĩ, cường giả các gia tộc đều ở đây, ví dụ như phần lớn cường giả U Minh Giáo đều ở đây. Nhưng không ai dám làm sàng làm bậy, lúc đám người Dương Bất Sính, Dương Hiên, Dương Vũ bị giết, bọn họ cũng không dám làm sàng làm bậy, lúc này có mấy người bị bắt, Càng thêm không dám lộn xộn. Thời điểm cơ chiến thiên chết đi, Lục Ly liền như một viên tân tinh lóe lên, không có ai trong bầu trời đấu thiên giới có thể che khuất ánh sáng của hắn, không ai dám ngổ ngược ý chí của hắn. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Thất bại thì phải thừa nhận, nếu như đại náo mà nói. Đợi chờ bọn họ chính là toàn tộc bị giết. Cho dù Lục Ly không giết, các gia tộc có thù với họ cũng sẽ không buông tha cơ hội bỏ đá xuống giếng cho nên việc bọn họ có thể làm bây giờ chỉ là nhẫn vì gia tộc kéo dài chịu nhục bất kể mang cho bọn họ loại khuất nhục nào cũng phải lặng lẽ thừa nhận chuyện này ở trong lịch sử thần châu đại địa quá thường gặp ví dụ như thanh loan tộc và mãnh mã tộc vậy ngay cả trung châu cũng không dám đi thí ma thành đại biến bên trong thành hoảng sợ không chịu nổi tứ tộc uy hiếp như thanh lợi kiếm lơ lửng trên đầu vô số người hiện tại người mình còn muốn tàn sát lẫn nhau một phen vốn ở vào yếu thế đám người cơ chiến thiên vừa chết, nhân tộc còn có thể chống đỡ tứ tộc tiến công sao? Vô số con dân suy nghĩ cái vấn đề này cả ngày. Rầm rầm rầm. Ngày thứ hai sau khi lục ly bế quan, đại quân tứ tộc lại xông tới lần nữa, thế nhưng đại ma thần không có hiện thân, hơn nữa chỉ phái vài chục vạn dị tộc tới đây tấn công đại trận hộ thành. Sau khi công kích bốn ngày, xác định bên trong thành không có bất kỳ khác thường nào, đại ma thần mới hiện thân đại quân tứ tộc đã rút đi ùa lên toàn bộ, tiếp tục công kích đại trận hộ thành. Mùi máu tươi bên trong thành vẫn chưa tản đi, hình đường vẫn đang bắt người, vô số người bị áp giải đến đại lao, sau đó bị cải tạo linh hồn. Không khí bên trong thành càng trở nên bị đè nén, rất nhiều người đã đến mức phát điên, có dấu hiệu cuồng bạo. Thế nhưng ở ngày thứ 9, một đạo tin tức lặng lẽ lưu truyền ra, khiến sĩ khí toàn thành đại chấn, lục ly xác định xuất quan vào nửa tháng sau, hắn sẽ tự mình đi ra quyết một trận tử chiến với đại ma thần hắn có lòng tin một mình diệt sát ngàn vạn đại quân tứ tộc tin tức không phải loạn truyền mà là do trưởng lão đường truyền tới vị trưởng lão này còn là ông nội của khương ỷ linh nghe nói hôm nay khương ỷ linh từ trong thiên tà châu đi ra nói cho mọi người biết để chấn an mọi người nửa tháng nội tâm mọi người trở nên hừng hực ý chí chiến đấu sụp sôi nửa tháng sau mọi chuyện sẽ rõ lần này thanh niên vẫn luôn sáng tạo kỳ tích kia có thể ngăn cơn sóng dữ trấn áp tứ tộc hay không rất nhiều người mỏi mắt mong chờ lời nói đúng là do lục ly bảo khương ỷ linh truyền đi hắn cũng có nắm chắc nửa tháng sau một mình đấu tứ tộc bởi vì hắn đã có phương hướng vận dụng linh phong hắn khắc họa một bức tuyến lộ thiên đồ ở bên trong bản mạng châu bức đồ kia dưới thần lực gia trì đã biến thành bức sinh đồ tử đồ không cách nào cảm ngộ nhưng tử đồ vừa nhìn liền hiểu ngay hắn hiểu làm sao ngưng tạo linh phong hiểu bản chất của việc sinh ra linh phong năng lực khống chế linh phong tăng cường rất nhiều lúc này bên trong bản mạng châu của lục ly đều là linh phong đây cũng là nguyên nhân hắn để khương ỷ linh và tiểu bạch đi ra hắn cần mô phỏng ra các loại thủ đoạn tấn công và phòng ngự khương ỷ linh và tiểu bạch ở đây không thể tránh khỏi việc thừa nhận các loại công kích của linh phong phần phật linh phong gào thét quanh quẩn bên trong tiểu điện không những ngưng tụ thành một mảnh rắn độc dài hẹp từng con dị thú, mà còn biến thành từng cây cung tên, từng thanh chiến đao. Lục Ly có thể chế tạo ra Linh Phong, lực khống chế đối với Linh Phong trở nên rất mạnh, hiện tại hắn muốn ngưng tụ Linh Phong thành hình dạng gì thì nó là hình dạng đó. Hắn dùng Linh Phong hình thành từng đám lá trắng bảo vệ ở bên người, giống như từng đám vỏ trứng gà bao phủ hắn, như vậy so với dùng Ngân Long hình thành vòng phòng ngự mạnh hơn rất nhiều. Lực độ công kích không quan trọng, có thể dùng Linh Phong giết hại quân sĩ cấp thấp của tứ tộc chủ yếu là phòng ngự chỉ cần linh phong có thể ngăn cản đại ma thần nhích tới gần ta không để cho hắn phóng thích áo nghĩa không gian chuyển di trận chiến này sẽ có thể thắng cho dù là linh phong phổ thông thì quân sĩ cấp thấp tứ tộc cũng không trụ được linh phong thổi qua linh hồn bọn họ khẳng định bị tấn công mạnh hoặc là hôn mê hoặc là linh hồn trực tiếp sụp đổ căn bản chưa đủ để sợ cho nên quan trọng nhất là phòng ngự phải chống đỡ đại ma thần nhích tới gần một khi đại ma thần nhích tới gần Lục Ly sẽ lại giống như lúc trước, bị không gian chuyển di đi ra, Lục Ly cũng chỉ có thể dương mắt nhìn thôi. Vòng bảo hộ này còn chưa đủ mạnh, phạm vi phòng ngự không lớn. Lục Ly mở to hai mắt nhìn vòng bảo hộ linh phong màu xanh ở bên cạnh, vẫn còn có chút không tin tưởng. Vòng bảo hộ chỉ có phương viên một trường. Đại ma thần có thể nhẹ nhàng dời không gian một trường quanh vòng bảo hộ đi ra, phòng ngự của Lục Ly có mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Hay là hình thành một cái pháo đài lưu động? nội tâm lục ly hơi động biến vòng phòng ngự trở nên lớn không bằng dùng linh phong chế tạo ra một cái pháo đài hắn ẩn nấp ở phía trong pháo đài khiến bên trong pháo đài ngưng tụ ra vô số gian phòng mỗi cái gian phòng đều có thể lưu động lúc nào mình cũng có thể biến ảo pháo đài ngăn cách nếu như kẻ địch tiến vào cũng chỉ có thể bị vây chết ở trong tòa thành thử một chút lục ly bắt đầu khống chế linh phong ngưng tụ thành một cái phòng sau đó ở bên ngoài phòng ngưng tụ một gian phòng khác hiện tại linh phong hoàn toàn chịu sự khống chế của hắn chẳng khác gì là đất dẻo cao su hắn muốn nắm như thế nào thì nắm như thế rất nhanh một cái pháo đài nho nhỏ đã ngưng tạo thành đáng tiếc tiểu điện bên trong thiên tà châu quá nhỏ nên cái pháo đài này cũng nhỏ đến đáng thương căn bản không cách nào đạt được hiệu quả như trong tưởng tượng của lục ly rất ổn định lục ly chờ giây lát trong lòng có chút hài lòng hắn tiếp tục đợi nửa canh giờ sau khi xác định pháo đài sẽ không sụp đổ Hắn mới tản linh phong ra, sau đó thân thể chợt lé lên xuất hiện bên ngoài Thiên Tà Châu. Không gian bên trong Thiên Tà Châu quá nhỏ, không cách nào ngưng tạo ra pháo đài linh phong cỡ lớn, cho nên Lục Ly muốn đi ra kiểm tra, thế nhưng không gian bên ngoài cũng không lớn, trừ phi Lục Ly đi lên bầu trời phía trên thành trì thí nghiệm. Không được, có thể bị lộ mục tiêu. Lục Ly suy nghĩ một chút, dùng thần niệm quét qua trên người Tam Thái công đang bảo vệ bên ngoài pháo đài. Người sau lập tức có cảm ứng sải bước đi đến, dò hỏi. Điện chủ, ngươi xuất quan rồi. Tại sao lại nhanh như vậy? Không phải nói cần nửa tháng sau. Tam Thái Công, ta muốn ra khỏi thành. Lục Ly trầm giọng nói. Có truyền tống trận bí mật hay không, truyền tống ta ra, ngài đừng truyền tin tức này ra ngoài, cứ nói ta vẫn đang bế quan, nửa tháng sau ta sẽ động thủ. Có. Tam Thái Công gật đầu, sau đó đầy mặt ngưng trọng nói. Điện chủ, một mình ngươi ra ngoài có thể bị nguy hiểm hay không? Nếu không mang ta đi theo. Không có chuyện gì. Lục Ly cười nhạt. Tam thái công, ta có Thiên Tà Châu, đại ma thần không có biện pháp bắt ta, ngài để năm tên hồn nô và tiểu Bạch đi vào, theo ta ra là được. Được rồi. Tam thái công gật đầu, năm tên hồn nô địa tiên kia đều mạnh hơn so với hắn, có năm vị địa tiên này đi theo, tốt hơn so với hắn đi theo. Tam thái công lập tức dẫn năm vị địa tiên và tiểu bạch bí mật đi tới, sau khi Lục Ly thu họ vào Thiên Tà Châu, liền ở dưới dưới sự dẫn dắt của Tam thái công tiến vào cung điện dưới đất của một tòa pháo đài ở gần đó, sau đó bí mật truyền tống khoảng cách gần. Tuy nói là gần nhưng ở một đầu khác của hẻm núi, bên trong một tòa sơn mạch gần Thí Thiên Thành. Sau khi Lục Ly đi ra, lập tức tiến vào Thiên Tà Châu, sau đó thả mấy vị địa tiên ra, dò xét tình huống bốn phía. Có hai tên thám báo rất nhanh đám người lão cửu quân gia đã phát hiện thám báo, sau khi xác định không phát hiện thêm ai, lục ly để lão cửu quân gia không được kinh động thám báo, cho mọi người tiến vào bên trong thiên tà châu. Hắn cũng không có bay về phía thí ma thành, mà nhằm phía tây bay đi, hắn cần tìm một cái địa phương ẩn nấp tìm tu. Thiên tà châu điệu thấp phi hành, sau khi phát hiện thám báo đều né tránh, không làm kinh động một tên thám báo nào, cứ như vậy bay trọn một ngày, lục ly cũng không biết đã đi qua khoảng cách bao xa chỗ này được rồi đây là một chỗ hoang sơn giả lĩnh còn là một cái thung lũng ngàn dặm xung quanh không có bất kỳ thám báo là chỗ tu luyện vô cùng tốt lục ly không có mạo muội đi ra mà để năm tên hồn nô địa tiên đi ra ngoài trước dò xét tình huống bốn phía sau khi xác định an toàn lục ly vẫn không có ra hắn sợ giống như lần trước bị đại ma thần đánh lén lần trước đám người lão cửu quân gia cũng không có phát hiện đại ma thần linh phong lục ly phóng một lượng nhỏ linh phong tồn trữ bên trong thiên tà châu ra bay lượng ở bốn phía như vậy cho dù bên trong vết nứt không gian có kẻ địch ẩn nấp cũng có thể cảm ứng được tốt rồi linh phong trôi nổi một vòng ở xung quanh sau khi lục ly xác định an toàn thân thể bắn ra vừa đi ra hắn liền ngưng tụ linh phong trước tiên bây giờ có linh phong ở bên cạnh hắn mới cảm thấy an toàn bản bạn châu không ngừng xoay tròn linh phong nhanh chóng ngưng tạo hình thành một cái vòng bảo hộ như vỏ trứng gà ở bên ngoài cơ thể Lục Ly, lúc này Lục Ly mới hơi tiêu sầu, tiếp theo là bắt đầu ngưng tạo linh phong. Chờ ngưng tạo đạt đến số lượng nhất định, Lục Ly bắt đầu dùng linh phong xây dựng một tòa pháo đài cự đại. Kèm theo linh phong không ngừng xuất hiện, pháo đài càng lúc càng lớn, một phòng, 10 phòng, 30 phòng. Lục Ly xây dựng pháo đài hình vuông, lấy hắn làm trung tâm, bốn phương tám hướng không ngừng trồng chất gian phòng. Kẻ địch muốn xâm lấn đi vào, sẽ phải đột phá từng gian phòng do Linh Phong tạo thành, vách ngăn giữa những gian phòng kia đều có công kích linh hồn khủng bố, nếu như là địa tiên. Cho dù linh hồn cường đại thì cũng rất khó phá mở từng gian phòng đi tới bên cạnh Lục Ly. Không tệ. Lục Ly xây dựng hơn 100 gian phòng, trên dưới trái phải trước sau đều có hơn 20 phòng, bất kể kẻ địch xâm phạm từ bất cứ phương hướng nào cũng bị linh phong công kích, cũng phải xuyên thủng hơn 20 căn phòng phải nghĩ biện pháp khiến gian phòng lưu động như vậy mới có thể an toàn nhất còn nữa phải nghĩ biện pháp khiến gian phòng biến thành màu đen như vậy kẻ địch tiến vào cái gì cũng không thấy nếu như có thể ngăn cách thần niệm dò xét mà nói liền hoàng mỹ lục ly đang nghe truyện trên tv audio cv đứng ở giữa không trung rơi vào trầm tư bước đầu pháo đài linh phong đã xây dựng lên nhưng còn có rất nhiều chỗ cần cải thiện nếu như pháo đài Linh Phong này có thể đạt được trình độ hoàng mỹ như ý nghĩ của hắn Cho dù có nhiều hóa thần hơn nữa tới hắn cũng không sợ Phía trên hoa nguyên, giữa thung lũng, có một tòa pháo đài do Linh Phong tạo thành lơ lửng trong không trung Pháo đài này hơi mờ, nhìn kỹ giống như từ vô số lông vũ tạo thành Bên trong có rất nhiều phòng, chính giữa còn có một người như ẩn như hiện Từ xa nhìn lại, tòa pháo đài trong không trung này giống như là ảo ảnh Hoặc nhìn hết sức hư ảo mờ mịt không giống chân thực vậy mà linh phong còn có thể chơi như vậy ly thiếu đã có thể chế tạo linh phong rồi nhìn tình huống có lực khống chế tuyệt đối với linh phong hắn muốn chơi như nào đều được dùng linh phong xây dựng pháo đài địa tiên vào bao nhiêu cũng phải chết lão cửu quân gia và một tên địa tiên khác ở phía dưới vừa dò xét bốn phía vừa nhỏ giọng nghị luận linh phong lợi hại như nào hai người đều biết lúc này dùng linh phong xây dựng một cái pháo đài quy lực càng thêm không tầm thường Ồ! Mau nhìn! Đột nhiên lão cửu quân gia kinh hô lên, chỉ vào pháo đài giữa không trung nói. Pháo đài còn có thể động. Một vị địa tiên khác nhìn lại, quả nhiên thấy pháo đài di động lên, nhanh chóng bay về phía một cái phương hướng, từ xa nhìn lại giống như một tòa pháo đài bay ngang giữa không trung. Vậy mà pháo đài không sụp đổ. Trên mặt lão cửu quân gia tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, Linh Phong có thể xây dựng thành pháo đài đã làm cho hai người mở rộng tầm mắt rồi. Lúc này Linh Phong phi hành ở tốc độ cao như thế, vẫn không sụp đổ. Lực khống chế của lục ly đối với Linh Phong đã đạt tới mức khó có thể tưởng tượng rồi. Mau nhìn. Một vị địa tiên khác kêu lên, lão cửu quân gia nhìn lướt qua liền hoàn toàn hết chỗ nói. Pháo đài Linh Phong ở giữa không trung chợt trái chợt phải, hơn nửa hình thể không ngừng biến hóa, một thoáng biến thành dài hẹp, một thoáng biến thành hình thoi, một thoáng lại biến thành hình bầu dục, vị trí lục ly ở trong tòa thành không ngừng biến hóa. Đây là linh phong hay là bùng vậy? Trên trán lão cử quân gia toàn là hắc tuyến, coi như là bùng thì nhiều lần vê nhào nặng cũng sẽ nứt ra chứ. Linh phong ở dưới sự khống chế của Lục Ly, thiên biến vạn hóa, vô cùng nghe lời, chơi như thế nào cũng sẽ không sụp đổ. Không tệ, không tệ. Lục Ly hết sức hài lòng, khống chế pháo đài linh phong bay tới bay lui ở giữa không trung biến ảo thành các loại bộ dạng, thử nghiệm ước chừng một ngày rưỡi, lúc này mới vừa lòng quăng ánh mắt xuống đám người lão cửu quân gia, dò hỏi. Các ngươi có biện pháp nào, khiến pháo đài của ta biến thành màu đen hay không, cái loại hoàn toàn đen nhánh ấy, nếu như có thể ngăn cách thần niệm dò xét mà nói, sẽ tốt hơn. Biến thành màu đen, ngăn cách thần niệm dò xét. Ánh mắt đám người lão cửu quân gia co rụt lại, nếu quả thật có thể biến thành màu đen, có thể ngăn cách thần niệm dò xét mà nói đó chính là hóa thần đi vào cũng bị tươi sống đùa chết mọi người rơi vào trầm tư ngăn cách thần niệm dò xét gần như là không có khả năng biến thành màu đen thì mọi người còn có một chút chủ ý một tên địa tiên đề nghị ly thiếu nếu không ngươi phóng thích một chút khói độc phương viên trăm dặm cũng sẽ biến thành màu đen khói độc cũng không tệ một tên địa tiên lấy ra một hạt châu nói ly thiếu hạt châu này của ta có thể phóng thích khói độc Mặc dù độc tính không mạnh, nhưng nếu địa tiên hút vào trong cơ thể thì cũng sẽ bị ảnh hưởng tới lực chiến đấu của hắn. Khói độc không được. Một tên địa tiên khác lắc đầu nói. Pháo đài của Ly thiếu biết di động, pháo đài vừa động khói độc sẽ không có tác dụng, ta thấy Ly thiếu nên đi cảm ngộ một loại áo nghĩa hắc ám, nếu như có thể biến áo nghĩa hắc ám và linh phong áo nghĩa dung hợp được, uy lực pháo đài linh phong này sẽ rất lớn. Đúng. Lão cửu quân gia nghiêng đầu nói bản thân áo nghĩa hắc ám đã có năng lực ngăn cách thần niệm dò xét nếu như ly thiếu có thể cảm ngộ một cái áo nghĩa hắc ám cường đại dung hợp vào uy lực sẽ rất khủng bố áo nghĩa hắc ám nội tâm lục ly vừa động nếu quả thật có thể cảm ngộ một cái áo nghĩa hắc ám dung hợp vào mà nói khẳng định uy lực sẽ không tầm thường chẳng qua là áo nghĩa vật này không phải muốn cảm ngộ là có thể cảm ngộ được lục ly chỉ có thể để cho vị địa tiên kia đưa hạt châu lên Trước phối hợp thử hiệu quả khói độc một chút. Đúng rồi. Chỉ thấy vị địa tiên phía dưới bay lên, Lục Ly suy nghĩ một chút nói, ngươi thử dùng một chút biện pháp tấn công ta. Tấn công ngươi. Vị địa tiên kia chớp mắt, không dám động thủ. Nghĩ hết tất cả biện pháp tấn công ta, đây là mệnh lệnh. Lục Ly quát khẽ một tiếng, vị địa tiên này cũng không dám chậm trễ nữa, thân thể bay đi, trực tiếp xông vào phía trong tòa thành linh phong. A. À, hắn vừa xông vào phía trong tòa thành linh phong nhất thời ôm lấy đầu hét lớn lên tại thời khắc xuyên thủng vách ngăn gian phòng hắn đã gặp phải đòn công kích linh hồn rất cường đại cảm giác có hàng tỷ kim châm xuyên thủng linh hồn của hắn tất cả các ngươi tới tấn công ta nghĩ biện pháp nhất tới gần ta lục ly nhìn về phía bốn người khác quát khẽ bốn người kia nhất thời lộ ra vẻ khổ sở từ bốn phương tám hướng xuyên thủng đến phóng thích các loại thần thông tấn công pháo đài linh phong từ xa rầm 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 Mấy đạo lưu quan khủng bố bắn vào phía trên vách ngăn pháo đài, bỗng chốc vách ngăn bị nổ tung, nhưng rất nhanh lại có vô số linh phong ngưng tụ đến, tu bổ vách ngăn pháo đài. Tiếp tục đánh. Âm thanh lục ly từ phía trong tòa thành linh phong truyền ra, bốn người còn lại phóng thích các loại áo nghĩa, quanh kích pháo đài linh phong từ khoảng cách xa. Rầm rầm rầm. Nhất thời từng mặt vách ngăn ở bốn phía pháo đài bị phá hủy, nhưng tốc độ chữa trị của pháo đài rất nhanh, vách ngăn vừa mới bị phá vỡ, đã lập tức có vô tận linh phong thổi qua, bổ sung vào vách ngăn bị hủy diệt. Mạnh mẽ xông tới là được. Khoảng cách xa căn bản không cách nào phá vỡ pháo đài linh phong, lão cửu quân gia và ba người còn lại liếc mắt nhìn nhau, bốn người chuẩn bị mạnh mẽ xông vào phía trong pháo đài linh phong từ bốn phương tám hướng. Bốn người không có trực tiếp xuyên thủng vách ngăn giống như người vừa rồi, mà phóng ra đòn tấn công phá vỡ vách ngăn, thân thể xông ào vào bên trong phòng. Bốn người chuẩn bị liên tục phá vỡ vách ngăn, như vậy sẽ có thể đi tới bên người lục ly cũng là hoàn thành nhiệm vụ lần này rồi phanh lão cửu quân gia cầm chiến đao trên chiến đao lưu chuyển hắc quang liên tục bổ về phía vách ngăn vách ngăn lại bị hắn bổ ra một lần nữa thân thể hắn xông vào bên trong lần thứ hai ầm 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 ba người còn lại cũng giống như thế khóa chặt phương hướng lục ly không ngừng phá vỡ vách ngăn một lần lại một lần nhích tới gần lục ly không đúng rất nhanh bốn người liền phát hiện ra vấn đề, bọn họ liên tục phá vỡ 7-8 vách ngăn gian phòng, kết quả phát hiện khoảng cách giữa bọn họ và Lục Ly vẫn có hơn 20 căn phòng, dường như bọn họ vẫn luôn xoay tại chỗ. Phương hướng đang không ngừng biến ảo, Ly thiếu không ngừng tạo ra gian phòng mới, thoạt nhìn như hắn không động, nhưng thật ra là pháo đài đang biến ảo. Lão cử quân gia tỉnh ngộ lại, rất nhanh tiếng cười của Lục Ly vang lên. Ngươi đoán đúng rồi, thế nhưng may là các ngươi nếu như kẻ địch thật sự đi vào, chắc chắn sẽ không cho hắn thời gian đoán, linh phong lên. Sau khi lời nói của Lục Ly hạ xuống, đột nhiên vách tường ở bốn phương tám hướng trong gian phòng mọi người đứng vỡ vụn, ngưng tụ thành một mảnh ngân long dài hẹp bao vây mọi người lại, sau đó vách tường nhanh chóng ngưng tụ thành, tạo ra linh phong tù lung. A. À. Bốn tiếng kêu thảm lập tức vang lên, nội tâm Lục Ly vững chắc, nắm giữ pháo đài linh phong, hắn đã có lực đối kháng đại ma thần rồi. Lúc này pháo đài linh phong bao phủ phương viên hơn 10 dặm, chỗ nào cũng có linh phong, bất kể đại ma thần ẩn nấp ở nơi nào, sau khi bị linh phong bao phủ cũng sẽ có cảm ứng, nếu đại ma thần muốn kích sát lục ly, chỉ có mạnh mẽ phá vỡ pháo đài linh phong. Tiếp tục thí nghiệm. Lục ly nói nửa tháng sau quyết chiến, lúc này còn hơn 10 ngày thời gian, đại trận bảo hộ thí ma thành còn có thể kiên trì thời gian rất lâu, dù sao lục ly cũng không vội, có thể từ từ chơi với đại ma thần. Đại quân bên thí ma thành vẫn đang công thành, tám 800 vạn đại quân chia thành 3 tổ, thay phiên tấn công, ngày đêm không thôi. Tộc vương tam tộc đều đứng ở phía trên các sơn mạch gần đó, còn đại ma thần thì không thấy bóng dáng, không ai biết hắn đi đâu, lúc nào sẽ xuất hiện. Trên tường thí ma thành đứng đầy quân sĩ, những quân sĩ này không thấp thỏm lo âu giống lúc trước, ngược lại ý chí chiến đấu sụp sôi, bởi vì lục ly truyền ra câu nói kia, khiến tất cả mọi người thấy được hy vọng hơn 20 tuổi, chém giết cơ chiến thiên, lực áp quần hùng thần châu đại địa, trở thành đệ nhất nhân đấu thiên giới. Bản thân hắn nhất định là một cái kỳ tích, năm đó đấu thiên đại đế danh dương thiên hạ, cũng không trẻ tuổi bằng lục ly, huống chi lục ly còn được đấu thiên đại đế coi trọng. Cho nên tất cả mọi người đều đang chờ đợi, đợi nửa tháng thời gian vừa đến, lục ly sẽ một người trấn áp tứ tộc, diệt sát đại ma thần. Trong nháy mắt nửa tháng thời gian đã qua, Hôm nay rất nhiều quân sĩ đều tự động đứng trên tường thành, còn có vô số võ giả bay vụt lên phía trên thành, người có thân phận đứng giữa không trung, lặng lặng chờ đợi lục ly xuất hiện, chờ đợi lục ly đại chiến quần ma. Đám người chấp pháp trưởng lão, lục nhân hoàng, khương ỷ linh, khương thiên thuận đứng trên tường thành, bọn họ đã sớm biết lục ly ra khỏi thành, trong tâm vừa thấp thỏm vừa hưng phấn cùng mong đợi. Lục ly không thích nói mạnh miệng, cộng thêm lúc trước có thể trấn áp cơ chiến thiên, theo như tính toán cảnh giới của đại ma thần và cơ chiến thiên gần như nhau sẽ không có vấn đề toàn bộ trưởng lão đều ở trên tường thành vừa rồi chấp pháp trưởng lão đã hạ lệnh để toàn bộ mọi người chuẩn bị chiến đấu một khi hắn hạ lệnh đại trận bảo hộ thí ma thành sẽ lập tức mở toàn quân giết ra kích sát quân sĩ tứ tộc rất nhiều trưởng lão xoa tay ánh mắt như lửa nóng nhìn chăm chú về nơi xa chờ đợi lục ly xuất hiện hả Tứ tộc bên kia phát hiện ra vấn đề, tộc trưởng tam tộc đều từ trên đỉnh núi cao bên cạnh bay xuống, đứng ở bên ngoài thành trì, nhìn chầm chầm vào bên trong thành. Hôm nay cường giả bên trong thành dốc toàn bộ lực lượng, chẳng lẽ nhân tộc chuẩn bị liều chết đánh một trận. Mặt trời lên cao, thí ma thành bên này vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, đại quân tứ tộc nơi xa cũng không có động tĩnh, lục ly không xuất hiện, đại ma thần cũng không hiện thân. Thời gian từ từ trôi qua, lục ly vẫn chưa hiện thân, cường giả và đám quân sĩ bên trong thành chờ đợi có một chút nôn nóng rồi, cho dù lục ly không công kích đại quân tứ tộc, thì cũng nên hiện thân chứ. Vô số con người mở tròn xoe, nhìn từ sớm đến tận trưa, tiếp theo lại nhìn đến xế chiều vẫn không thấy lục ly hiện thân. Chuyện này khiến đám người khương ỷ linh, lục nhân hoàng cũng hết sức nôn nóng, lục ly và đại ma thần không có hiện thân không phải là đang làm gì ở phía xa chứ. Lục ly vẫn luôn nói lời giữ lời, tại sao vẫn chưa xuất hiện ta ra khỏi thành xem một chút. Lục nhân hoàng suy nghĩ một chút cầm trường thương nói, chấp pháp trưởng lão lại lắc đầu nói. Không được, bất kỳ ai trong chúng ta ra cũng chỉ có chết, ngươi có thể đỡ nổi công kích của đại ma thần không? Con ngươi lục nhân hoàng ảm đạm xuống, lấy cảnh giới bây giờ của hắn quả thực không có nắm chắc ngăn trở công kích của đại ma thần, nếu ra mà nói đoán chừng sẽ không về được. Mau nhìn. Đột nhiên một vị trưởng lão kinh hô lên, mọi người theo phương hướng vị trưởng lão kia chỉ nhìn lại, xuyên thấu qua chi chích quân sĩ vũ tộc, mọi người thấy phía tây có một đám mây đen bay tới, đám mây đen kia nồng nặc không gì sánh được, hoàn toàn không nhìn thấu bên trong có cái gì, cảm giác giống như là một con hư không cự thú. Muốn cắn nuốt tất cả vậy. Đây là cái gì? Rất nhiều quân sĩ bên tứ tộc kinh hoàng lên, sắc mặt tộc vương tam tộc ngưng trọng nhìn đám mây đen kia, mây đen từ bên trong cốc bay ra, nói như vậy mấy vạn quân sĩ trấn thủ bên trong cốc đã tử trận toàn bộ rồi hơn nữa còn bị giết chết mà không phát ra tiếng động nào vũ thất ngươi dẫn người đi xem một chút đại đế vô tộc vung tay lên một vị địa tiên vũ tộc mang theo mấy ngàn người bay đi tới gần đám mây đen vô số thần niệm dò xét vào trong đám mây đen dò xét thấy bên trong có người là lục ly địa tiên vũ tộc kêu to một tiếng sau đó vung tay lên nói tấn công suy lạp mấy ngàn tên vũ tộc bắn ra trường tiễn từng đạo lưu quan đủ mọi màu sắc chìm vào bên trong mây đen nhưng không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào những mũi tên này giống như rơi vào trong vũng bùng chớp mắt đã bị cắn nuốt lục ly là lục ly vô số thần niệm khóa chặt người đứng trong mây đen rất nhiều người trong tứ tộc lớn tiếng kêu lên lục ly đối với mọi người không xa lạ gì hơn nữa trong tứ tộc còn có rất nhiều hậu bối trẻ tuổi từng giao thủ với lục ly trong tiểu chiến trường quanh đột nhiên không gian trên bầu trời phía phía nam đại quân tứ tộc bị xé rách một nam tử khôi ngô toàn thân được bao phủ bởi chiến giáp màu đen hiện ra đại ma thần đại quân ma tộc phía dưới lập tức hô to đại ma thần của bọn họ đã tới cho dù lục ly có mạnh hơn nữa thì có gì sợ không phải lúc trước lục ly định khống chế thiên tà châu tấn công đại quân đều bị không gian chuyển di của đại ma thần dịch chuyển đi sao? Lục Ly giao thiên tà châu ra, bổn tọa sẽ lập tức dẫn dắt đại quân tứ tộc thối lui, hơn nữa trong vạn năm ma tộc ta tuyệt đối không tấn công nhân tộc, như thế nào? Giọng nói lạnh như băng của đại ma thần vang lên, vang dội khắp nơi, ngay cả người trong thí ma thành cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Mây đen lặng lẽ không phát ra hơi thở tiếp tục bay về phía đại quân, đại quân vũ tộc ở phía trước chỉ có thể lui lại đằng sau một lát sau giọng nói của lục ly mới từ bên trong mây đen truyền đến. Đại ma thần, chỉ cần ngươi trở thành hồn nô của ta, ta có thể bảo đảm không diệt ma tộc nhất mạch của ngươi, nếu không chỉ cần cho ta cơ hội, nhất định sẽ chém giết sạch toàn bộ ma tộc các ngươi. To gan. Càng rỡ, vậy mà dám bảo đại ma thần làm hồn nô của ngươi. Đại ma thần xé hắn. Vô số tộc nhân ma tộc phía dưới giận tím mặt, dùng dập gầm lên giận dữ, đại ma thần cũng cười lạnh nói, ngươi đã không muốn nói, vậy cũng chỉ có thể chiến thôi, lục ly, ngươi có gan thì đừng chui vào bên trong thiên tà châu. Suy lạp Thân thể đại ma thần chui vào bên trong vết nứt không gian, biến mất ở giữa không trung, các cường giả quân sĩ bên thí ma điện nhất thời khẩn trương lên. Tứ tộc cũng ngưng công thành, chờ đợi đại chiến giữa lục ly và đại ma thần kết thúc. Đại ma thần không có mạo muội đến gần lục ly, bởi vì hắn cảm nhận được nguy hiểm từ bên trong hắc vụ cạnh lục ly, dường như bên trong những luồng hắc vụ kia có thứ gì đó kỳ quái ẩn nấp, thật giống như có một tòa nửa thấu minh thành bảo kỳ lạ. Nếu như hắn mạnh mẽ xuyên thủng đi vào mà nói, rất có thể sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Cho nên hắn đứng bên ngoài mây đen, đồng thời bắt đầu phân thân, trong các vết nứt không gian xung quanh mây đen xuất hiện từng đám hư ảnh đại ma thần, quơ đoạn kiếm, bắn ra từng đạo kiếm ảnh màu đen về phía mây đen. Công kích của đại ma thần vô cùng sắc bén, Vách ngăn của pháo đài linh phong bên trong mây đen sụp đổ từng mảnh, căn bản không ngăn được công kích của đại ma thần. Pháo đài linh phong vốn có hơn 100 căn phòng, lúc này ở dưới một lượt tấn công của đại ma thần, ít nhất sụp đổ hơn 20 cái. Quỷ dị chính là, lần này vách ngăn sụp đổ, lục ly cũng không có để chúng nó phục hồi như cũ, ngược lại sắc mặt ngưng trọng lấy ra thiên tà châu, giống như muốn trốn vào bên trong thiên tà châu. Muốn chạy trốn sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Bản tôn đại ma thần thấy thiên tà châu sáng lên, không còn chần chờ nữa, thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh, mạnh mẽ xuyên thủng không gian mà đi, muốn một chiêu diệt lục ly. Ha ha ha! Thông qua linh phong, lục ly có thể cảm ứng được dị động của không gian, tinh mang trong mắt hắn lóe lên vạn trượng, cười lớn nói. Đại ma thần, chỉ chờ ngươi tiến vào, tốt lắm, thu lưới. Suy đoán hoàng lúc trước của lục ly hoàn toàn chính xác. Đại ma thần xuyên qua không gian, cũng không phải là thật sự biến mất trong không trung, chẳng qua là nhờ vào vết nứt không gian hoặc là công pháp thần kỳ nào đó, người bình thường không dò xét ra hành tung của hắn mà thôi. Nói cho cùng hắn vẫn còn ở trong cái không gian này, chứ không có trực tiếp thuấn di đi. Chỉ cần xuyên toa trong không gian, nhất định không gian sẽ có dao động hoặc là sự khác thường, lúc này phương viên hơn 10 dặm đều bị linh phong của lục ly bao phủ, hắn có thể cảm ứng được bất kỳ dị động nào của không gian ở bốn phía. Lúc này hắn vô cùng nhạy bén phát hiện, bên trái phía trước có một đạo dao động đang nhanh chóng nhích tới gần hắn, hắn chợt quát một tiếng, linh phong ở bốn phía đều động, vách ngăn vốn bị oanh phá lập tức phục hồi như cũ, một lần nữa ngưng tạo ra một tòa pháo đài linh phong. Cùng lúc đó, vách tường ở bốn phía gian phòng bản tôn đại ma thần đứng đồng thời vỡ vụn, hóa thành bốn đầu ngân long cuốn về phía hắn, linh phong ở xung quanh nhanh chóng bổ sung lên, một lần nữa ngưng tụ ra vách tường. Hả? bản tôn của đại ma thần ngưng hiện ở giữa không trung trong mắt hắn mang theo một chút sửng sốt không ngờ lục ly có thể phát hiện nơi hắn ẩn nấp đây là thần thông thiên phú của ma tộc người cùng cảnh giới căn bản không thể nào phá chứ đừng nói lúc này lục ly vẫn là nhân hoàn cảnh linh hồn tấn công đại ma thần không có thời gian suy nghĩ tại sao lục ly phát hiện ra hắn bởi vì bốn đầu ngân long đang gào thét bay đến chỗ hắn công kích linh hồn khủng bố bắt đầu xâm phạm hồn đan của hắn thật khủng bố rút lui. Đại ma thần cảm giác bên trong hồn đang như có một vạn cái kim châm từ bốn phương tám hướng đâm vào linh hồn hắn, thì nhất thời bị hù dọa. Linh hồn hắn cường đại như thế, vậy mà cũng bị ảnh hưởng. Linh hồn tấn công rất khủng bố, hắn cũng không dám tiếp tục dừng lại, một lòng muốn rút lui, trở về rồi lại suy nghĩ biện pháp tấn công. Từ trước tới nay ma tộc vẫn luôn ưa thích đánh lén ám sát, không ưa thích tác chiến chính diện đây là thiên phú của chủng tộc bọn hắn và nguyên nhân các tiền bối ma tộc sáng tạo công pháp lúc này biến thành hắn ở ngoài sáng lục ly ở trong tối hơn nữa còn thừa nhận công kích linh hồn mãnh liệt như thế tự nhiên toàn thân đại ma thần không thoải mái trước tiên nghĩ tới bỏ chạy chẳng qua là đi vào thì dễ muốn chạy lại không đơn giản như vậy khi hắn đi vào xuyên thủng những vách ngăn do linh phong tạo thành dường như không có bất kỳ lực cản nào nhưng lúc này hắn đi ra lại cảm giác xuyên qua một tầng vách ngăn, sẽ phải thừa nhận một lần công kích linh hồn. Oanh! Hắc quan trên thân thể hắn chợt lóe, vận dụng thiên phú thần thông đặc biệt của ma tộc là động thuật, muốn thần không biết quỷ không hay thoát đi. Ha ha! Lục ly cười lạnh một tiếng, toàn bộ vách tường trong ba gian phòng xung quanh đại ma thần sụp đổ, ngưng tụ ra hơn 10 đầu ngân long. Ngân long vây quanh thân thể đại ma thần gào thét bay múa, thân thể đại ma thần bị buộc hiện ra, thời thời khắc khắc thừa nhận công kích linh hồn cường đại, khiến đôi mắt đỏ như máu của đại ma thần cũng muốn phun ra lửa. Chỉ có thể mạnh mẽ xông ra rồi. Đại ma thần cắn răng, vung vẩy đoạn kiếm rồi đột nhiên đâm mấy kiếm về phía trước, từng đạo kiếm khí phá không mà đi, mạnh mẽ xé rách vách tường gian phòng phía trước, thân thể đại ma thần theo sát phía sau vọt ra. ầm ầm ầm, Hắn liên tục phóng thích kiếm khí, chớp mắt đi ngang qua 4-5 cái gian phòng, thế nhưng lúc thần niệm hắn quét nhìn về phía trước hắn lại có một chút trợn tròn mắt vừa rồi hắn cảm giác xuyên thủng mười mấy cái gian phòng là có thể đi ra ngoài lúc này hắn lại phát hiện vẫn phải xuyên qua mười mấy cái gian phòng mới có thể đi ra cái quỷ gì vậy chẳng lẽ là mê cung đại ma thần dùng thần niệm dò xét xung quanh một lát sau mới phát hiện ra vấn đề lục ly đang không ngừng điều chỉnh các gian phòng phía trong pháo đài những gian phòng kia có thể di động nếu hắn đột phá hướng bên này, thì sẽ không ngừng có gian phòng tụ tập sang bên này, luôn luôn vây hắn ở bên trong. Mấy cái linh phong biến thành ngân long thời thời khắc khắc bám theo hắn, từng giây từng phút đều đang tấn công hồn đan của hắn, mặc dù tạm thời hắn vẫn có thể ngăn trở, nhưng nếu như kéo dài xuống thì chưa chắc, đợi sau khi linh hồn bị thương, sớm muộn gì hắn cũng bị lục ly tư sống mà chết. Không còn biện pháp nào khác. Đại ma thần cắn răng, dùng đoạn kiếm đâm vào không gian bên cạnh hắn, lần này không có bắn ra kiếm khí mà là xé rách không gian một cái vòng xoáy không gian thật lớn xuất hiện không gian chuyển di thần niệm lục ly vẫn luôn khóa chặt bên này sau khi thấy đại ma thần phóng ra áo nghĩa không gian chuyển di thì hắn có một chút bất đắc dĩ oanh không gian chỗ đại ma thần bị cuốn vào cả người đại ma thần biến mất tại chỗ bị không gian chuyển di dịch chuyển ra ngoài cái áo nghĩa không gian chuyển di này có thể dời người đi chỗ khác tự nhiên cũng có thể dời chính mình đi chỉ cần đứng ở trong không gian đó nếu như đại ma thần không dời đi lục ly có nắm chắc tươi sống vây chết hắn chờ sau khi linh hồn hắn bị thương sẽ triệu tập cường giả cùng nhau oanh sát hắn nhưng lúc này lại không có biện pháp rồi thế nhưng đại ma thần dùng không gian chuyển di rời đi dựa theo kinh nghiệm mấy lần trước bị dời đi đến xem không có một ngày thời gian đại ma thần căn bản không về được một ngày thời gian khóe miệng Lục Ly lộ ra nụ cười tàn khốc, một ngày thời gian, mấy trăm vạn đại quân tứ tộc đủ cho hắn giết sao? Đại ma thần đâu? Rất nhiều cường giả tứ tộc ở phía dưới vẫn luôn chú ý chiến đấu trên bầu trời, đột nhiên thấy đại ma thần biến mất thì dồn dập kinh ngạc dò hỏi. Từ trước đến giờ đại ma thần vẫn luôn xuất quỷ nhập thần, mọi người ngược lại không lo lắng hắn chạy trốn, mà chỉ tò mò hắn đã đi đâu. Vù vù. Đột nhiên mây đen trên trời chuyển hướng bắt đầu chậm rãi bay tới chỗ đại quân bên này, hơn nữa trong mây đen còn có vô số linh phong thổi sang hai bên, ngưng tụ thành một mảnh phong long dài nhỏ ở giữa không trung. Mười đầu, trăm đầu, ngàn đầu. Tốc độ phong long ngưng tụ rất nhanh, chỉ mười mấy cái nháy mắt đã có một ngàn đầu phong long được ngưng tụ ra, xếp thành một hàng, đứng ngạo nghễ ở giữa không trung. Lần này đại quân tứ tộc có một chút sợ hãi rồi, bởi vì thời gian dài như vậy đại ma thần vẫn không có động tĩnh ngược lại lục ly không ngừng ngưng tạo phong long giống như đang tụ thế phát ra đòn tấn công cường đại vậy không tốt toàn bộ rút lui một khối ngọc phù trong tay đại đế vô tộc vỡ vụn sắc mặt hắn nhất thời đại biến đại ma thần truyền tín hiệu rút quân cho hắn đại ma thần mất tích lâu như vậy hắn đã sớm cảm giác không được bình thường muốn rút quân sao muộn rồi giọng nói lạnh như băng của lục ly vang dội thiên địa hai tay hắn vũ động phong long đầy trời nhất thời gào thét bay cao, nhắm thẳng đến đại quân mà đi. Suy lạp suy lạp. Linh phong thổi qua tạo nên từng đợt âm thanh quái khiếu, bình thường địa tiên đã không chịu được rồi, chứ đừng nói là những phong long đã được cường hóa này. Hơn một ngàn đầu phong long càng quét bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là âm thanh quái khiếu chói tai, những quân sĩ kia vừa mới nhận được thông báo rút quân, nhưng lúc này đã không kịp nữa rồi. a à, Từng mãn quân sĩ ôm đầu gào thét, quay cùng trên mặt đất, rất nhiều võ giả thực lực yếu, cảnh giới linh hồn thấp càng lập tức ngất đi. Đại quân tứ tộc vốn nhiều chi chiếp nhìn không thấy phần cuối, lúc này lại ngã xuống từng mảng, tựa như thu hoạch rơm rạ, tình cảnh khiến người ta kinh hãi run rẩy, nhìn thấy mà giật mình. Tấn công quần thể vẫn cường đại như thế. Đây là áo nghĩa gì? Đại đế tam tộc vốn định dẫn người xuất thủ ngăn trở lục ly chốc lát, để quân sĩ tứ tộc thông dong rút lui. Nhưng khi thấy một màn như vậy, ba người đều trợn tròn mắt, coi như là áo nghĩa cửu phẩm cũng không có khả năng có được lực sát thương lớn như vậy. Gió thu cuốn hết lá vàng. Vô số quân sĩ trên tường thành, thấy từng mãn dị tộc ngã xuống, chỉ mười mấy giây thời gian đã có ít nhất 50 vạn đại quân mất đi lực chiến đấu hoặc mất đi, toàn bộ đều ngẩn người, không biết nói cái gì cho phải. Chuẩn bị xuất chiến. Chấp pháp trưởng lão và lục nhân hoàng liếc mắt nhìn nhau, trên thân hai người đều dân trào sát khí, cơ hội tốt như vậy, làm sao hai người có thể bỏ qua. Chỉ chờ lục ly phát tín hiệu, bọn họ lập tức dẫn dắt đại quân xung phong liều chết đi ra, thu hoạch tính mạng cường giả và đại quân tứ tộc. Lục ly không có hạ lệnh để đại quân xuất chiến, bởi vì vẫn chưa phá giải được vu thần độc của vu tộc, để đại quân đi ra sẽ tạo thành thương vong rất lớn, một mình lục ly kích sát thì rất chậm, nhưng hắn có rất nhiều thời gian. Ông Linh phong hóa thành phong long tàn sát bừa bãi, phàm là nơi thổi qua, Công kích linh hồn cường đại sẽ bao trùm quân sĩ tứ tộc vào trong, quân sĩ tứ tộc phổ thông chỉ có thực lực trên dưới quân hầu cảnh, làm sao có thể chống đỡ được công kích linh hồn bên trong linh phong. Năm đó ở trong cổ thần cấm địa, linh phong bình thường thổi qua đã khiến lãnh vô hình là nhân hoàng khó chống đỡ được công kích linh hồn bên trong linh phong, lúc này linh phong của Lục Ly đã tăng cường, tự nhiên quân sĩ bình thường không chống đỡ được. Lục Ly khống chế pháo đài linh phong nhanh chóng phi hành, bản mạng châu không ngừng chế tạo ra linh phong. Linh Phong đều từ phía trong tòa thành thổi ra, đối với Lục Ly mà nói Linh Phong gần như là vô cùng vô tận, bởi vì cái này không phải lực lượng của hắn, mà là hắn dựa vào lực lượng thiên địa. Nhân lực có hạn, luôn có lúc kiệt. Huyền lực, hồn lực và các loại lực lượng luôn có ngày dùng hết, lực lượng thiên địa lại là vô cùng vô tận, Lục Ly có thể tùy ý tiêu xài, có thể sử dụng không kiên nể gì. Tốc độ phong long rất nhanh, quân sĩ tứ tộc chạy tán loạn ra bốn phương tám hướng, nhưng có thể nhanh hơn được tốc độ phong long sao càng lúc có càng nhiều người bị phong long đuổi theo hoặc là ngã xuống đất hôn mê hoặc là ôm lấy đầu quay cùng gào thét trên mặt đất liều mạng đại đế và cường giả tam tộc liếc mắt nhìn nhau trong mắt mọi người đều lộ ra một chút quyết tuyệt lục ly thả ra quá nhiều phong long tốc độ lại quá nhanh nếu như bọn họ không ra tay ngăn trở chốc lát sợ là ngàn vạn quân sĩ tứ tộc đều phải chết tại đây ngàn vạn quân sĩ ở đây đều là tinh nhuệ và cường giả của tứ tộc cũng giống như mấy trăm vạn quân sĩ trong thí ma thành đó là tám phần cường giả nhân tộc nếu như những cường giả này đều bị giết hại sạch mà nói vạn năm tứ tộc cũng không thể khôi phục nguyên khí dù sao cường giả cũng không phải là thứ có thể chế tạo ra nhiều hưu 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 địa tiên nhân hoàng tam tộc đều bay lên trời hướng về phía đám mây đen ở giữa không trung cường giả ma tộc đều ẩn vào trong không trung chuẩn bị đánh lén ám sát lục ly. Bắn tên. Mặt mũi tộc vương vũ tộc vô cùng anh Tuấn, thân thể cao vút, bắp thịt to lớn, mặt mũi Tuấn Mỹ, từ xa nhìn lại giống như một vị công tử anh Tuấn, không ai cảm thấy đây là một lão quái sống hơn 300 năm. Hắn trống to một tiếng, các cường giả vũ tộc từ bốn phương tám hướng dồn dập bắn ra trường tiễn, tiễn của cường giả vũ tộc khác với tiễn phổ thông, tên bọn họ bắn ra đều hàm chứa các loại áo nghĩa. Có tên mang theo hỏa diễm, có tên mang theo băng, có tên mang theo lôi điện, có tên mang theo kim duệ chi lực. Ác tặc nhân tộc, ăn một tiễn của bổn công chúa. Một mỹ nữ vũ tộc quá khẽ, trong tay nàng cầm một cây bạch sắc trường cung vô cùng đẹp đẽ, trường cung cong lên, một đạo lưu quang màu xanh nhạt bắn ra, bên trong lưu quang mơ hồ ẩn chưa lôi quang và tử quang, rõ ràng hàm chứa hai loại áo nghĩa khác nhau. Hà sanh, ai bảo ngươi lên đây, mau rút lui. Đại đế vũ tộc nhìn lướt qua nhất thời kinh hải, đây là một trong những hậu đại của vương tộc vũ tộc, thiên tư công chúa vũ tộc rất không tệ, hơn 20 tuổi đã đột phá nhân hoàng, không thể chết ở chỗ này được. Công chúa vũ tộc ngạo nghễ ưỡn bộ ngực không tính là đầy đặn, mặt đầy ngạo khí nói. Đại đế, tứ tộc chúng ta nhiều cường giả như vậy, còn e ngại một tên tiểu tử nhân tộc sao? Để sanh nhi xé hắn thành 18 khối, cho đại đế nhắm rượu. Đúng. Một tên vương tử mang tộc đi theo rống to xé xác tên ma đầu nhân tộc này, giết, giết, giết. Tên vương tử mang tộc này đạp hai chân lên mặt đất, thân thể như ngọn núi bay đi, đột nhiên đánh thiết quyền về phía mây đen giữa không trung, một đạo quyền ảnh màu đen phá không bay đi. Cùng lúc đó hai sừng trên đầu hắn bắn ra hai đạo lôi điện thô to như ngón tay, bắn thẳng vào bên trong pháo đài linh phong. Cường giả mang tộc, vu tộc từ bốn phương tám hướng đánh ra các loại lưu quan hoặc là áo nghĩa, tấn công vào pháo đài linh phong. Suy lạp từng bóng đen xuất hiện bên ngoài pháo đài linh phong, tất cả đều là một thân hắc giáp, hai mắt đỏ hồng. Cường giả ma tộc xuất động, từ bốn phương tám hướng điên cuồng nhắm về phía lục ly, muốn tươi sống đâm chết lục ly. Ha ha ha! Tiếng cười của lục ly vang lên trong pháo đài linh phong, hắc khí phía trong pháo đài từ từ biến mất, lục ly vũ động hai tay, các gian phòng bên trong sụp đổ tầng tầng lớp lớp, hóa thành một mảnh phong long dài hẹp gào thét ra bốn phương tám hướng. Bản thân cái pháo đài Linh Phong này do vô số linh phong xây dựng mà thành, pháo đài Linh Phong sụp đổ dĩ nhiên sẽ hóa thành vô tận linh phong, Lục Ly ngưng tụ những linh phong này thành một mảnh cự long dài hẹp gào thét về phía bốn phương tám hướng, thiên tà châu trong tay hắn chợt lóe sáng, biến mất ở giữa không trung. Ông. Pháo đài Linh Phong hóa thành hơn 10 đầu ngân long gào thét ra xung quanh, cường giả tiến tới từ bốn phía lập tức trợn tròn mắt, toàn bộ đều bị linh phong bao phủ vào, bất luận là người nào cho dù là đại đế tam tộc cũng không trụ được a à, a à, đau quá công kích linh hồn thật khủng bố xong rồi mau lui lại a à. mấy trăm vị cường giả tứ tộc đều gào thét lên ngay cả đại đế tam tộc cũng ôm lấy đầu quay cùng ở giữa không trung bản thân đại đế tam tộc chỉ có chiến lược địa tiên đỉnh phong ngay cả đại ma thần và cơ chiến thiên cũng không chống đỡ được linh phong biến thành ngân long thì làm sao bọn họ có thể chịu nổi về phần hà sanh Vương tử mang tộc và một đám hậu bối, sau khi Linh Phong Ngân Long bay tới, đã trực tiếp ngất đi, trong đầu ngay cả cảm giác đau đớn cũng không có. Hư Thiên tà châu hóa thành một đạo thanh quan gào thét mà đến, rất nhiều người bị trực tiếp đụng chết, lúc thiên tà châu đang bay qua chỗ đại đế vũ tộc, năm bóng người chợt lóe lên, đám người lão cử quân gia xuất hiện, trong nháy mắt xuất thủ chém giết đại đế vũ tộc. Bánh. Sau khi năm người xuất thủ lại lập tức tiến vào bên trong thiên tà châu, sau đó thiên tà châu tiếp tục bay múa, lần này khóa chặt đại đế vu tộc. Oanh! Đại đế vu tộc bị thiên tà châu tư sống đánh bay, chưa kịp phản ứng, thì đám người lão cửu quân gia đã xuất hiện, cho hắn một trận cùng oanh loạn tạc. Nhưng lần này không có chấn giết đại đế vu tộc, mà đánh cho thương nặng, rồi để lão cửu quân gia mang theo hắn chạy như điên về nơi xa. Đại đế vu tộc có thể giải vu thần độc, cũng có thể thả các loại kịch độc, lục ly không dám để hắn chết, cũng không dám thu hắn vào bên trong thiên tà châu. Chỉ có thể để cho lão cửu quân gia mang hắn đi, xem có thể sư hồn hắn tìm cách phá giải vu thần độc hay không. Hư Thiên tà châu lại vạch phá trường không một lần nữa, lần này mục tiêu chính là đại đế mang tộc, lực phòng ngự của vị đại đế mang tộc này rất khủng bố, bị thiên tà châu đột nhiên đánh bay, vậy mà không bị thương tổn quá lớn. Rầm rầm rầm, Bốn tên địa tiên từ trong thiên tà châu bay ra, đột nhiên đánh ra một kích về phía đại đế mang tộc, nhưng chỉ là đánh bay đại đế mang tộc mà thôi, không bị thương nặng. Mở đại trận hộ thành, toàn bộ quân đội đánh ra, đại quân dự bị ở lại giữ thành. Chấp pháp trưởng lão ở trong thí ma thành thấy đại đế vô tộc bị bắt, không còn chần chờ nữa, một mình lục ly đánh bại liên quân tứ tộc, đại đế tam tộc hoặc bị bắt hoặc bị giết chết, nhưng tính thế đại đế mang tộc cũng không sống được nữa, cơ hội tốt như thế làm sao hắn có thể bỏ qua. Lực lượng một mình lục ly có lớn hơn nữa, thì dựa vào một người kích sát ngàn vạn đại quân cũng là không thể nào, có thể kích sát một phần ba đã là không tệ rồi. Một khi liên quân tứ tộc trốn ra khỏi hẻm núi, muốn kích sát quy mô lớn liền khó khăn. Nếu như lần này có thể lưu lại hơn phân nửa ngàn vạn đại quân ở thí ma chiến trường, nguyên khí tứ tộc sẽ tổn thương nặng nề, thí ma chiến trường sẽ có vạn năm an bình, nhân tộc cũng có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, phát triển lớn mạnh. Quanh vòng bảo hộ phía trên thí ma thành chợt lóe lên rồi biến mất ở giữa không trung, đám người chấp pháp trưởng lão, Lục Nhân Hoàng, Khương Thiên Thuận dẫn đầu đi ra, phía sau là từng đám cường giả nhân tộc như hổ đói xuống núi, chen chúc mà đến. Bị đè nén thời gian dài như vậy, trong lòng quân sĩ nhân tộc ẩn chứa rất nhiều lệ khí, lúc này bọn họ chuẩn bị phát tiết ra toàn bộ. Vết. Lục Ly vẫn đang không ngừng dùng thiên tà châu va chạm với đại đế mang tộc, đột nhiên phát hiện nơi xa truyền đến một trận tiếng hô như dời núi lấp biển, sau khi dùng thần niệm đảo qua hắn liền nhướng mày. Hắn đâu có hạ lệnh nhân tộc dốc toàn bộ lực lượng. Thế nhưng sau khi thần niệm hắn đảo qua, cũng không có quá để ý, trong khoảng thời gian này đại quân nhân tộc và cường giả đều bị tứ tộc chèn ép, không dám ra ngoài thành tác chiến, trơ mắt nhìn ba cái đại thành bị sang thành bình địa, nội tâm nghẹn đến bốc cháy rồi. Nếu như lần này không để cho bọn họ phát tiếp một phen, sợ là nghẹn quá sẽ xảy ra vấn đề. Hơn nữa đại đế vu tộc đã bị bắt rồi, việc ra hỏi ra cách giải vu thần độc không khó. Đã có người của đại quân tứ tộc lui vào hẻm núi, quả thực dựa vào một mình hắn muốn lưu lại hơn phân nửa đại quân tứ tộc là không có khả năng. Hơn nữa rất nhiều quân sĩ tứ tộc ban đầu bị Linh Phong của hắn tấn công làm hôn mê, lúc này đã được cứu tỉnh. Mặc dù Linh Phong cường đại, nhưng vẫn chưa đến mức trực tiếp yên diệt linh hồn kẻ địch, dựa vào một mình hắn giết mà nói, hiệu suất quá thấp. Đại ma thần dùng không gian chuyển di rời đi, chỉ sợ tốc độ của hắn nhanh hơn nữa, thì cũng phải ban ngày mới có thể tới đây. Ban ngày là đủ rồi. Lục ly yên lòng, đại quân tứ tộc đã tan tác, căn bản không có tâm tự chiến, đại quân nhân tộc hung mảnh như hổ, giết hại đến ban ngày sẽ có thể lưu lại hơn phân nửa đại quân tứ tộc. Tiếp tục, Lục Ly đang nghe truyện trên TV audio CV khóa chặt đại đế mang tộc, không ngừng va chạm hắn, thỉnh thoảng để bốn vị địa tiên đi ra đánh một phen. Đợi đến lúc đại đế mang tộc bị thương nặng, hắn rống to lên. Tiểu Bạch, đi ra cắn chết tên mang tộc này. Vù vù. Thiên tà châu chợt lóe sáng, Tiểu Bạch đi ra ngoài, nhanh chóng táp về phía cổ đại đế mang tộc. Hàm răng Tiểu Bạch ngay cả bán thần khí cũng có thể cắn nát, phòng ngự của đại đế mang tộc vô cùng khủng bố, nhưng thân xác của hắn có thể so với bán thần khí sao? Rõ ràng không có khả năng. Rất nhanh cổ đại đế mang tộc bị tươi sống cắn đứt, thân thể to lớn như núi tuôn ra máu tươi, phun lên mặt một tên cường giả vũ tộc ở bên cạnh. Vù vù. Tiểu Bạch thấy tên vũ tộc bên cạnh muốn trốn, thân thể chợt lóe lên bay ra sau lưng hắn, một ngụm cắn đứt cánh, cường giả vũ tộc không cách nào giữ thăng bằng, cắm đầu rơi xuống. Chết đi! Bên kia lục nhân hoàng chống lại một tên địa tiên ma tộc, địa tiên ma tộc thấy lục nhân hoàng giống như là đại nhân vật nhân tộc, nên xuất hiện từ trong không trung, muốn đánh lén lục nhân hoàng. Ai ngờ lục nhân hoàng giống như đã sớm có cảm ứng, cường giả ma tộc vừa mới để lộ thân hình, đã bị hắn dùng một thương trực tiếp đâm chết. Khương Thiên Thuận và Tam Thái Công phối hợp cũng rất dũng mãnh Tam Thái Công có thần khải, chống đỡ ở phía trước, Khương Thiên Thuận phóng thích vệ hồn ma điệp, hai người dùng một chiêu đã diệt sát một tên địa tiên mang tộc trong tay chấp pháp trưởng lão cầm một cây thiết côn màu xám tro trên người mặt thần khải màu đen cấp 8, bên ngoài thần khải còn có một tầng bảo hộ màu xám tro lực phòng ngự nghịch thiên trên thiết côn của hắn có khí lưu màu đen lưu chuyển hắn cảm ngộ áo nghĩa hủy diệt có lực công kích hung tàn nhất mỗi một côn đi xuống tất có một tên dị tộc chết hoặc là bị nện bay khương ỷ linh cũng xuất chiến nhưng bên người nàng có năm sáu vị trưởng lão địa tiên đi theo khương ỷ linh là thê tử của lục ly ai dám để cho nàng nhận nửa điểm thương tổn sau khi lục ly kích sát đại đế mang tộc thần niệm liền khóa chặt khương ỷ linh thấy năm vị trưởng lão bảo hộ nàng căn bản không có tâm tác chiến bất đắc dĩ thở dài khống chế thiên tà châu bay đi thu khương ỷ linh đi vào lục lan sau khi khương ỷ linh đi vào liền vui mừng kêu lên hôm nay lục ly đại phát thần uy đánh bại đại ma thần đánh tan đại quân tứ tộc trong lòng nàng lục ly đã trở thành đại anh hùng sáng chói trên đời nàng rất vinh dự. Được rồi, nàng đợi ở trong này đi, lát nữa rồi ra tay với bọn họ, như vậy sẽ an toàn hơn. Lục Ly sờ mặt Khương ỷ Linh, thần niệm đặt ở bên ngoài, phát hiện bên kia có sự chống cự mãnh liệt thì sẽ khống chế thiên tà châu bay đi. Rầm rầm rầm. Bên kia có bảy tám cường giả mang tộc đang chặn đại quân nhân tộc tiến công, Lục Ly khống chế thiên tà châu bay đi, lập tức đụng bay ba tên mang tộc. Ra kích sát mang tộc lục ly quát lên một tiếng khương ỷ linh và bốn vị địa tiên xông ra ngoài cùng oanh loạn tạc ba tên mang tộc đã bị đánh bay khương ỷ linh có vệ hồn ma điệp công kích càng thêm thuận tiện ba tên mang tộc nhanh chóng bị oanh sát tốt rồi đi vào lục ly truyền âm thu mấy người lại thần niệm khóa chặt vu tộc bên kia bởi vì bên vu tộc có cường giả bắt đầu phóng độc đã hạ độc được một nhóm võ giả nhân tộc mặc dù đại quân tứ tộc bắt đầu tan tác nhưng cường giả tứ tộc không hề ngốc, bọn họ biết nếu như bọn họ không ngăn cản, đại quân tứ tộc có thể bị giết sạch sẽ. Dù sao cũng là chết tự nhiên bọn họ muốn bảo hộ các tộc nhân tử chiến đến cùng. Oanh! Thiên tà châu rơi xuống phía dưới như vẫn thạch, lập tức nghiền ép mấy tên vu tộc thành thịt nhão không chỉnh tề, tiếp theo thiên tà châu lại đấu đá lung tung trong đại quân vu tộc, tư sống đụng chết từng mảng tộc nhân vu tộc. Độc và trùng cổ của vu tộc rất lợi hại, nhưng lực phòng ngự, lực công kích và tốc độ lại rất yếu. Tốc độ thiên tà châu có thể sánh bằng hóa thần, dưới tốc độ cực hạn sẽ tạo ra lực xung kích rất khủng bố, nhân hoàng vu tộc bình thường căn bản không ngang được, địa tiên vu tộc cũng bị đụng tổn thương. Những tên vu tộc này là đáng hận nhất, giết nhiều một chút. Lục Ly dùng thần niệm quét nhìn thấy rất nhiều nhân tộc bị trúng độc, được khẩn cấp khiên xuống chữa trị, cũng không biết có thể trị lành hay không. Hắn khống chế thiên tà châu chém giết lung tung trong trận doanh của vu tộc nghiền ép từng mảng vu tộc hoặc là đụng tổn thương. Giết Mặc dù thương vong của nhân tộc bên này là không thể tránh được, nhưng sĩ khí lại như cầu vồng, thanh âm chém giết trung trời, tuy tứ tộc có chống cự, nhưng xu thế tan tác đã vô pháp ngăn cản, dù sao đại đế tam tộc cũng chiến tử hoặc là bị bắt rồi, quân tâm đã không yên. Quan trọng hơn chính là, lâu như vậy rồi đại ma thần cũng không có hiện thân, đại ma thần là quân hồn của đại quân tứ tộc, đại ma thần cũng trốn, bọn họ còn đánh trái rắm à đại quân tứ tộc chạy trốn rất nhanh đáng tiếc muốn trốn về thành trì của mình cần phải xông qua một cái khe sâu khe sâu kia rất nhỏ mỗi lần chỉ có thể cho phép mười mấy người cùng xông qua cho nên đại quân bị ngăn ở bên ngoài khe sâu đại quân nhân tộc ép lên bên ngoài khe sâu biến thành tu la trường cường giả nhân tộc lập tức công kích từ xa bình định một mảnh quân sĩ tứ tộc giết khương thiên thuận giết vô cùng thoải mái Hắn thấy lục ly khống chế thiên tà châu nghiền ép đại quân bên ngoài hẻm núi, lại càng hưng phấn kêu to. Điện chủ, ngăn hẻm núi lại, lần này lưu toàn bộ tứ tộc lại. Mưu xuẩn. Đám người chấp pháp trưởng lão, tam thái công, lục nhân hoàng quay đầu lại liếc nhìn hắn một cái, trong ánh mắt đều viết lên hai chữ này, Khương Thiên Thuận ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, rất nhanh nghĩ thông suốt. Ngăn chặn hẻm núi, chính là ngăn chặn con đường chạy trốn của quân sĩ và cường giả tứ tộc đến lúc đại quân tứ tộc cảm thấy không có cơ hội chạy trốn, bọn họ sẽ làm sao? Chỉ có thể tử chiến đến cùng. Đến lúc đó bọn họ không phải đối mặt với một đám bại quân, mà là một đám liều mạng. Cho dù có thể kích sát toàn bộ, nhân tộc cũng sẽ trả giá vô cùng thảm trọng. Bại quân là dễ giết nhất, bởi vì bọn họ không có bất kỳ ý chí chiến đấu nào, chỉ một lòng nghĩ tới chạy trốn, dưới ý nghĩ tiêu cực lực chiến đấu sẽ giảm xuống một nửa. Nếu như ở dưới tình huống bất chấp tất cả, lực chiến đấu sẽ lập tức nâng cao. Hiển nhiên Lục Ly biết điểm này, toàn diệt đại quân tứ tộc không quá thực tế, có thể lưu lại 6 700 vạn đã đủ rồi. Huống chi lúc nào đại ma thần cũng có thể trở về gấp, đến lúc đó đại ma thần trả thù, cường giả nhân tộc cũng sẽ chết không ít. Giết. Bên ngoài hẻm núi đều là đại quân tứ tộc, cảm giác giống như là từng bầy kiến, chỉ cần hắn khống chế thiên tà châu không ngừng nghiền ép đi qua là có thể giết hại từng mảng rồi. Lúc Lục Ly xuất hiện ở ngoài Thí Ma Thành đã gần đến hoàng hôn rồi, lúc này đại quân giết đến bên ngoài hẻm núi, mặt trời đã hạ xuống, một vòng huyết nguyệt treo trên không trung, chiếu rọi toàn bộ đại địa thành một mảnh huyết hồng. Không. Đại địa bên ngoài hẻm núi không cần huyết nguyệt chiếu rọi, cũng đã biến thành một mảnh huyết hồng rồi. Hơn 1.500 vạn đại quân nhân tộc, ma tộc, vũ tộc, mang tộc, vu tộc chém giết ở chỗ này, khắp nơi đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt thi thể không trọn vẹn còn có rất nhiều đầu bị chặt xuống lại bị quân sĩ chà đạp nát bấy hài cốt thành núi máu chảy thành sông thế nhưng rất nhiều thi thể bên ngoài hẻm núi là của tứ tộc sĩ khí đại quân tứ tộc đã hạ xuống dưới đáy quân lính tan rã không phải tứ tộc không có dũng sĩ không có cường giả hung hãn không sợ chết mà là vì con đường hẻm núi quá nhỏ số người có thể chạy trốn quá ít cho nên rất nhiều lần cường giả tứ tộc tổ chức đại quân phản công đều bị một quả cầu to như núi đánh cho vỡ nát. Lục Ly không hiểu binh pháp, nhưng hắn hiểu rõ một chuyện, ai tàn nhẫn, ai ra mặt hắn liền đánh người đó, chuyên trị các loại không phục. Hắn là điện chủ Thí Ma Điện, không ai có thể phá được phòng ngự của Thiên Tà Châu, tự nhiên hắn chọn người mạnh nhất của đối phương để chiến. Cho nên bất kỳ ai trong tứ tộc có thể tạo thành thương vong quy mô lớn cho nhân tộc hắn sẽ lập tức khống chế thiên tà châu bay đi, đánh tan đại quân chống cự bên kia. Binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Thống soái một cánh quân mạnh hay yếu vô cùng quan trọng, đại ma thần mất tích, bên này lục ly đánh đâu thắng đó. Nếu cứ kéo dài như này, sức chiến đấu của đại quân hai bên tự nhiên không phải một cái cấp bậc. Đám người lục nhân hoàng, chấp pháp trưởng lão cũng là thế không thể ngăn cản, như từng thanh đao nhọn đâm vào trong đại quân, nơi đi qua không người nào có thể ngăn khương trưởng lão cẩn thận bên trong đại quân vang lên một tiếng kinh hô tam thái công đang đánh bay một tên mang tộc nhìn lướt qua lại thấy sắc mặt khương thiên thuận trở nên tái mét trong mắt mơ hồ có lục quang kinh mạch trên tay như có sâu đang ngọ ngoại không tốt vu thần độc tam thái công thầm kêu không ổn vội vàng phi thân mà đi vỗ một trưởng vào sau đầu khương thiên thuận nhanh chóng đánh ngất hắn khương thiên thuận trúng vu thần độc nếu như không khống chế hắn Khương Thiên Thuận sẽ điên cuồng giết chết người mình. Đưa Khương trưởng lão trở về, trực tiếp đóng băng. Tam Thái Công hét lớn một tiếng, để hai người nhanh chóng đưa Khương Thiên Thuận trở về, còn hắn thì nhìn về phía Thiên Tà Châu hét to. Điện chủ, giúp đỡ bên này một chút. Lục Ly nghe được tiếng hô, liền dùng thần niệm quét tới đây, liếc mắt đã thấy Khương Thiên Thuận được mấy người mang xuống. Hắn nhất thời giận tím mặt, đây chính là gia gia Khương ỷ Linh, nếu như chiến tử ở đây làm sao hắn có thể bàn giao với Khương ỷ Linh? Hắn không dám truyền lời ra, bởi vì khi hắn nói chuyện Khương ỷ Linh có thể nghe được, hắn chỉ có thể hàm hồ suy đoán nói. Tam Thái Công, lo liệu chuyện phía sau thật tốt. Hưu Thiên tà châu hóa thành lưu tinh tiến vào trong đại quân vu tộc bên này, tư sống nện chết mười mấy tên cường giả vu tộc. Sau đó thiên tà châu bay lên, nghiền ép đánh bay đám tộc nhân vu tộc ở gần. Bên kia vẫn còn rất nhiều vu tộc. Khi vu tộc bên này bị nghiền ép gần hết, Lục Ly khống chế thiên tà châu bay đến một chỗ khác. Khiến hắn có một chút nhức đầu chính là, lúc đại quân tứ tộc bị đánh tan chạy tán loạn, võ giả vu tộc tràn ngập khắp nơi, hắn chỉ có thể chọn chỗ nhiều quân sĩ vu tộc nhất để tấn công. Kèm theo quân sĩ tứ tộc thương vong càng ngày càng nhiều, quân sĩ tứ tộc còn dư lại càng tuyệt vọng, bắt đầu liều chết phản kích. Đại quân và cường giả nhân tộc từng bước ép sát hẻm núi chỉ có thể chạy trốn từng đó người, bọn họ sống chết cũng không chạy được, không bằng liều chết chiến một trận. Thương vong của nhân tộc bắt đầu gia tăng, hơn nửa đa số đều chết ở trong tay vu tộc và ma tộc. Bốn tộc phối hợp nhiều năm vẫn luôn ăn ý, mang tộc chống đỡ ở phía trước, vũ tộc phụ trợ ở giữa không trung, vu tộc phóng độc ở sau lưng, ma tộc âm thầm đánh lén, loại chiến thuật này có lực sát thương vô cùng lớn đối với nhân tộc. Trong tay các cường giả vu tộc đều có vu thần độc, hơn nữa mục tiêu bọn họ phóng độc không phải là quân sĩ nhân tộc bình thường, mà là trưởng lão thí ma điện hoặc là thiên tài trẻ tuổi của nhân tộc. Không ngừng có trưởng lão hoặc là thiên tài trúng vu thần độc được đưa về thí ma thành, trước mắt không có linh dược giải độc, chỉ có thể đưa về đóng băng lại trước. Cũng may đại đế vu tộc bị lão cử quân gia bắt lại rồi, đám người Lục Ly cũng không có quá nóng lòng, Lãnh vô hình vẫn đang nghiên cứu chế tạo giải dược, sự tình còn có đường sống. Lục Ly khống chế thiên tài châu tiếp tục nghiền ép Lục Nhân Hoàng và chấp pháp trưởng lão đều có thần khải, tỷ lệ trúng độc vô cùng nhỏ. Vu thần độc cần dung nhập vào trong máu tươi, tiến vào thân thể người mới có hiệu lực. Chỉ cần bọn họ không bị thương, thì sẽ không sợ vu thần độc. Từ hoàng hôn giết đến đêm khuya, giết từ lúc vào đêm đến nửa đêm, gần ngàn vạn đại quân trừ chạy trốn hơn 200 vạn ra, hơn 700 vạn còn lại đã bị tru diệt hơn phân nửa, chỉ còn lại không tới trăm vạn đại quân đang miễn cưỡng chống đỡ hơn phân nửa người trong đó chết dưới tay lục ly hoặc là bởi vì lục ly mà chết lục ly thấy thời gian trôi qua đã lâu như vậy sợ đại ma thần trở lại nên truyền lời ra để đại quân rút lui rút quân chấp pháp trưởng lão hơi kinh ngạc còn dư lại gần trăm vạn đại quân bọn họ chỉ cần tiếp tục chém giết đi xuống không đến nửa canh giờ sẽ có thể tàn sát toàn bộ vì sao lúc này lại rút quân các trưởng lão còn lại của thí ma điện đều hơi kinh ngạc họ không có lập tức rút quân lục ly vừa mới lên nắm quyền thí ma điện quyền uy còn chưa được xác định nếu như là hình mục mà nói sợ là mệnh lệnh của hắn sẽ được lập tức thi hành căn bản không ai chất vấn ngỗ ngược phanh chấp pháp trưởng lão dùng một côn nện bay một tên địa tiên mang tộc ánh mắt nhìn về phía thiên tà châu nói điện chủ qua nửa canh giờ nữa rút quân được không không được lục ly trả lời rất ngang ngược vô cùng kiên định nhưng hắn cũng không có giải thích vì sao muốn mọi người lập tức rút quân chấp pháp trưởng lão suy nghĩ một chút vất tay nói để quân sĩ rút lui trước tất cả nhóm chấp sự lưu lại tiếp tục chém giết có thể làm chấp sự thì ít nhất cũng là nhân hoàng đám quân sĩ còn lại là bất diệt cảnh quân hầu cảnh chấp pháp trưởng lão truyền đạt mệnh lệnh đi xuống mặc dù có rất nhiều quân sĩ không vui dù sao cũng đang giết rất thoải mái chút nữa là có thể đánh chết toàn bộ dị tộc còn lại lúc này lại bảo rút quân. Nhưng bên trên truyền lệnh xuống, đám quân sĩ đành bất đắc dĩ thối lui, dù sao số lượng cường giả cũng không nhiều lắm, tính ra chỉ bằng một phần mười quân đội, ở lại hay rút lui đều rất nhanh. Đương nhiên nhóm nhân hoàng địa tiên lưu lại, ít nhất cũng đạt đến mấy ngàn người. Lúc quân đội nhanh chóng rút lui trở về thành, đã là gần nửa canh giờ sau, các cường giả còn lại và lục ly kích sát mấy vòng, lại là ba bốn mươi vạn quân đội dị tộc bị tàn sát các ngươi cũng rút lui đi, còn lại mình ta là được rồi. Lục Ly thấy đám người chấp pháp trưởng lão vẫn không có rút lui, thì truyền âm ra lần nữa, chấp pháp trưởng lão nhíu mày nói. Nếu không để các trưởng lão lưu lại, những người còn lại rút lui trước. Lục Ly nhìn lướt qua, phát hiện có năm sáu chục vị trưởng lão, nếu như đều thu vào trong thiên tà châu thì có chút miễn cưỡng, hắn suy nghĩ một chút nói. Để lại hai mươi vị trưởng lão có chiến lực mạnh nhất là được, Thái gia gia ngài cũng trở về thành trấn giữ đi, đúng rồi. Ta đã cho người của ta đưa tộc trưởng Vu tộc về thành, ngài mau chóng tra hỏi ra giải dược. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.